Thưa quý vị và các bạn, hiện nay thì có nhiều mẫu tủ lạnh từ dung tích lớn cho đến nhỏ, tiết kiệm điện, đua nhau hạ giá và có chiếc giảm tới gần 50%. Một số những mẫu tủ lạnh giá chỉ chưa tới 3 triệu đồng một chiếc, tuy vậy tủ lạnh vẫn khó bán. Từ giữa tháng 9 khi nhu cầu mua sắm tủ lạnh vào mùa thấp điểm cộng với ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên nhiều hệ thống kinh doanh điện máy điện lạnh tung ra các chương trình ưu đãi, giảm giá để kích cầu mua sắm. Nhiều mẫu tủ lạnh từ dung tích lớn đến dung tích nhỏ, tiết kiệm điện đều được hạ giá, có mẫu giảm tới gần 50%. Các sản phẩm điện máy các loại tiêu thụ rất chậm, giá giảm mạnh mà vẫn không có khách mua. Các cửa hàng siêu thị điện máy đang trong tình trạng doanh số giảm mạnh, hàng tồn kho tăng cao, thua lỗ nặng nề. Do dịch bệnh COVID-19, nhiều siêu thị cửa hàng điện máy đẩy mạnh bán hàng trực tuyến nhưng vẫn bán chậm bởi các địa phương thực hiện giãn cách xã hội, việc vận chuyển khó khăn. Hiện nay, các doanh nghiệp vẫn tiếp tục đại hạ giá rất nhiều mặt hàng để đẩy hàng tồn kho, soạn đường cho những model mới. Trong đó, mặt hàng tủ lạnh đang nhận được nhiều ưu đãi về giá, có mẫu giảm tới gần một nửa so với giá niềm yết.